Hôm nay 20 tháng 10 đây, đi làm về chẳng muốn làm cái gì cả. Bếp chuẩn ý. Anh chồng đang vào bếp, anh chồng hỏi là 20 tháng 10 vợ thích gì. Bây giờ mình ở cái tuổi này hết cái tuổi thích gì rồi. Thích gì để chồng mua tặng, và anh thích mua, thích tặng gì thì anh mua chứ. Thích thì bây giờ ở cái tuổi này hết cái tuổi là thích cái gì rồi. Giờ chỉ cần cuộc sống yên bình, bình bình an an mỗi ngày, thế là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất rồi. Cha thích cái gì cả. Thế là anh chồng hôm nay vào bếp cho vợ ăn món gì. Nấu lẩu theo kiểu của Nhật ấy. Chồng vào bếp để nấu lẩu cho vợ đây. Ê, nó kê cả. Ôi xì hồ. Ê. Một tay này. おいしくないもんがいらん。鶏肉は?いらん?これも入れる?おー、全部入れる。残るよ。残った。Đây, nồi nấu rau của anh chồng đã hoàn tất. Người vất vả. とるな。私をとるな。 Chồng đang đào bào là trước lúc ăn cơm đi ăn húp, đang đào bào cùng cả nhà ăn tối, đi làm về lạnh. Thế là anh chồng bảo là thích ăn lẩu nhỉ. Thế là anh chồng vòng vào siêu thị, anh chồng tự mua đồ, cả nhà cũng ăn. Anh chồng vào siêu thị, anh chồng tự mua đồ về, anh chồng tự nấu. Anh chồng bảo 20 người vợ thích gì. Thích thì bây giờ ở cái tuổi đẹp của mình rồi, chả biết thích cái gì. Chả có cái khái niệm là thích cái gì và muốn cái gì cả. Và cần cuộc sống mỗi ngày bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc. Có người đàn ông luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình, kể cả trời có sập xuống cũng vẫn luôn ở bên cạnh. Thế là tốt lắm, là hạnh phúc lắm. Cần cái gì đâu. おいしい。甘い。うん。うまいな。だって味付け何もしてないもん。ん?何もしてないもん。そうか?うん。メインは今日はキノコだぜ。そうか。いただきます。うん。 Tôi chẳng tôi hư quá. Đi đó. Tôi hư ối xì ra ta. Ta biết ta. Mẹ bố mình hôm qua đi lên núi. Thế là mua đậu hũ ở trên núi. Ngon. Đậu ăn như đậu Việt Nam mình ấy. Ăn nó thơm mùi đậu. Chứ không phải như đậu siêu thị. Đậu mua ở siêu thị ăn nó chẳng có cái vị gì cả. Anh chồng đang kêu là cho nhiều rau cải thảo. Okay.